Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Honey Beauty. Mình là Hồng Hạnh, hiện đang là giảng viên đào tạo song song tại Honey Beauty. Hôm nay Hạnh sẽ trả lời cho các bạn một câu hỏi mà rất nhiều người gặp phải. Ủa chị ơi, sao em phun môi bông ra mà không đều màu vậy chị? Ở đây mình sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, đó là môi của bạn quá khô. Trước khi đi phun xong, môi bạn khô quá thì đến nơi kỹ thuật viên hoặc phun xong họ không thể nào đưa kim xuống dưới da được. Thì những cái màu nó nằm ở trên cái bề mặt da khô đó nó sẽ chỉ là cái màu ảo sau khi bong ra. Thì cái phần da đó nó lấy đi cái phần màu luôn, nó sẽ không có màu ở những cái vùng da khô đó nha các bạn. Hoặc là khi các bạn thực hiện phun xong xong, cái mài của các bạn còn non quá, các bạn cậy mài non ra thì những cái chỗ này nó đã lấy đi cái phần màu của các bạn đã được phun xong, nó lấy màu đi mất luôn, cho nên là sẽ không có màu ở những cái vùng đó luôn. Trường hợp thứ hai đó là mô của bạn quá dày màu. Dày màu tức là sao? Các bạn nhìn vào tổng thể cái khuôn môi của người ta, các bạn thấy được cái phần viền xung quanh môi nè, cái màu nó nổi bật hơn, nó bị đậm màu hoặc là nó bị bết màu ở cái vùng da đó, nó nổi trội hơn với lại cái phần lồng môi của các bạn, thì cái vùng da đó là bị dày màu. Thì cái này mình sẽ có hai cách xử lý. Thứ nhất đó là các bạn sẽ phải dùng phương pháp hút dung dịch bằng một cái loại axit loãng, để cho khi mà bong ra cái mài đó nó sẽ lấy đi luôn những cái mực nó còn nằm ở trên bề mặt da của các bạn. Hoặc là một cái phương pháp thứ hai đó là phương pháp bắn plasma. Bắn plasma này các bạn sẽ giống như một cái hình thức là đốt những cái đốm mực ở trên da của các bạn ha. Nó sẽ gây tổn thương nhẹ, rất là nhẹ, và những cái đốm thì rất là nhỏ. Thì khi nó khô mài, nó bong ra thì nó lấy luôn những cái mực còn ở trên da của các bạn luôn. Nó rất nhẹ nhàng và dễ xử lý. Vì vậy, nếu như các bạn gặp những cái trường hợp này, các bạn cứ đến nơi uy tín để các bạn thực hiện những cái phương pháp trên để cho mình có một cái đôi môi thật là đẹp luôn nha. Sau video Hạnh vừa chia sẻ, nếu như các bạn có thắc mắc gì, các bạn có thể để lại comment ở bên dưới hoặc đến trực tiếp tiệm làm đẹp Honey tại số 2 Hoa Sứ, phường 2, quận Phú Nhuận để được tư vấn. Nếu không có thời gian nữa, các bạn có thể gọi vào số hotline để được tư vấn nhanh nhất nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Honey Beauty, trọn sắc đẹp, vẹn niềm tin.